Thưa quý vị, ngày mùng 6 tháng 7 theo đài phát thanh quốc tế Pháp RFI đưa tin, Trung Quốc vừa ra mắt tàu sân bay chở máy bay không người lái đầu tiên. Theo thông tin chính thức, đây là một con tàu nghiên cứu, nhưng khía cạnh quân sự thì quá rõ ràng. Trung Quốc đã tuyên bố rằng đây có thể là một tàu sân bay triển khai máy bay không người lái đặc biệt. Đây là một biến tấu mới cho tầm quan trọng ngày càng gia tăng của máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại. Theo AFP ngày 7 tháng 6 đưa tin, tàu sân bay chở máy bay không người lái đầu tiên của Trung Quốc đan xen giữa nghiên cứu dân dụng và phương tiện quân dụng. Các truyền thông nhà nước của Trung Quốc vào cuối tháng 5 đưa tin, con tàu được mệnh danh là đầu tàu của ngành nghiên cứu hàng hải này sẽ được đưa vào sử dụng trong cuối năm nay và sẽ chở theo vô số máy bay không người lái trên không, trên biển và dưới nước tàu Chu Hải Vân dài 88,5m có thể đạt tốc độ 18 hải lý trên giờ, tương đương 33 km h Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc, con tàu có thể là công cụ hiệu quả trong việc phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn hàng hải, giám sát môi trường và bảo dưỡng các trạm điện gió ngoài biển, cung cấp thông tin biển chính xác. Theo tờ South China Morning Post, sàn tàu rộng giúp nó có thể chở theo cả trục thiết bị không người lái như drone, tàu nổi và tàu lặn tự hành. Điều này giúp tàu Chu Hải Vân có thể dễ dàng được sử dụng để phóng các thiết bị tự hành của quân đội. Chuyên gia phân tích an ninh Timothy Heath thuộc Tổ chức Nghiên cứu Rain Corporation cho rằng tàu Chu Hải Vân có thể được sử dụng cho mục đích quân sự như giải thủy lôi ở những vùng biển xa. Cái lợi dễ thấy nhất đối với quân đội Trung Quốc là tàu giúp tăng hiểu biết về các vùng nước thông qua việc thu thập dữ liệu của các thiết bị lặn không người lái. Điều này có thể giúp các tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc hoạt động với sự tự tin và hiệu quả cao hơn tại những vùng nước đó, ông hít nhận định. AFP cũng cho rằng, con tàu này có thể chuyển sang mục đích sử dụng trong quân sự rất đơn giản. Quyền tự chủ hay bán tự chủ của tàu vũ trụ chỉ là vấn đề của một vài dòng mã máy tính. Công nghệ là giống nhau, vì vậy tàu sân bay chở máy bay không người lái sẽ là phương tiện được lựa chọn hàng đầu cho lợi ích của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây cũng là một bước tiến khác trong việc sử dụng máy bay không người lái cho các mục đích quân sự, khi các chiến trường trên khắp thế giới từ Afghanistan đến Libya đến Ukraine ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng của những công nghệ này trong chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, những giới thiệu về con tàu này của Bắc Kinh vẫn còn nhiều mơ hồ. Trung tá Paulo Senko, một nhà nghiên cứu của Đại học Cornell cho biết, phiếu báo cáo dữ liệu kinh nghiệm cho thấy nhà nước trung quốc có thể thực sự sử dụng con tàu này một cách toàn diện trong lúc xung đột hoặc trước khi xảy ra xung đột ông nói với afp rằng đây có thể là một dự án phát triển đầu tiên tương tự như vậy nhưng các lực lượng hải quân khác trên thế giới bao gồm cả hải quân hoa kỳ đều đang nghiên cứu khả năng tác chiến tầm xa trong lĩnh vực hàng hải một tàu chở máy bay không người lái như vậy Đặc biệt, nếu nó được nhân rộng, sẽ cho phép Bắc Kinh tiếp cận khu vực này hoặc khu vực mà họ thèm muốn nhưng bị từ chối, Lushenko nói. Đối với các tàu sân bay chở máy bay không người lái mà nói, một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý sẽ là tính tự chủ của tác chiến động học. Trên Mark giám đốc phụ trách toàn cầu và các rủi ro mới nổi tại Trung tâm Chính sách An ninh Geneva, giải thích với AFP. Nó hơi giống một ví dụ của bầy cá. Nó hình thành hình dạng trong nước, đây không phải là quyết định của bất kỳ con cá nào mà là kết quả từ trí tuệ tập thể của chúng mục đích cuối cùng là tạo ra một cái gì đó có năng lực trí tuệ tập thể